Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành thông tư 05 quy định chi tiết một số điều của luật thủy lợi. Theo đó, trong các trường hợp sau bắt buộc phải thực hiện việc cấm mốc chỉ giới hạn phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Đập của hồ chứa nước có dung tích 500.000 m khối trở lên hoặc đập có chiều cao từ 10 m trở lên. Lòng hồ chứa nước có dung tích 500.000 m khối trở lên. Kênh có lưu lượng 5 m khối trên giây trở lên hoặc chiều rộng đáy kênh từ 5 m trở lên trừ kênh chìm. Cống có tổng chiều rộng thoát nước từ 10 m trở lên đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, từ 5 m trở lên đối với các vùng còn lại. Căn cứ yêu cầu công tác quản lý, bảo vệ công trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể các trường hợp cấm mốc chỉ giới hạn phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khác trên địa bàn. Thông tư 05 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2018. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn 2101 về việc hướng dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Theo đó, để thực hiện có hiệu quả hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cơ sở giáo dục đại học thực hiện một số nội dung sau. Cơ sở giáo dục đại học giao cho một đơn vị trực thuộc làm đầu mối chuyên trách, tư vấn cho thủ trưởng cơ sở để thực hiện có hiệu quả các nội dung về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thực hiện hiệu quả các nội dung về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tham mưu xây dựng cơ chế khuyến khích giảng viên, sinh viên tham gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông như giới thiệu văn bản liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên, giới thiệu ý tưởng của sinh viên với nhà đầu tư. Tổ chức xây dựng chuyên đề, chương trình huấn luyện hoặc kỹ năng mềm, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Chủ động bố trí kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp của các cơ sở giáo dục đại học. Công văn 2101 được ban hành ngày 24 tháng 5 năm 2018.